Rồi, hello, xin chào cả nhà. Như vậy là không khí Tết cũng đã ngập tràn khắp các đường phố rồi đúng không? Chúng ta đã chuẩn bị nhiều nhiều đồ cho cái việc ăn Tết của mình chưa ạ? Rồi thì chuẩn bị nhiều hay chưa thì ngày hôm nay Nhi cũng sẽ hướng dẫn một cái công thức rất là ngon mà mình có thể ứng dụng cho quán của mình hoặc là ứng dụng cho những ngày Tết nha. Bởi vì nó có thể bảo quản được tới 7 ngày. Vì vậy là mình có thể sử dụng trong các ngày Tết của mình luôn nha cả nhà. Và món mà ngày hôm nay Nhi hướng dẫn cũng là một món mà được rất nhiều các anh chị học viên nhắn tin về yêu cầu. Đó chính là món trà sữa ô long lài. Bây giờ Nhi sẽ đến với phần đầu tiên, đó chính là phần giới thiệu nguyên liệu. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nguyên liệu để làm được món trà sữa ô long lài nha. Với công thức trà sữa ô long lài thì Nhi thấy có rất nhiều công thức khác nhau. Tuy nhiên ngày hôm nay Nhi sẽ chọn một cái công thức mà Nhi ưng ý nhất để hướng dẫn cho chúng ta nhé. Thì ở đây là Nhi có sử dụng trà ô long lọc phát. Thì trà ô long nó rất là mắc tiền nên Nhi sử dụng 30g thôi. Sau đó Nhi sẽ dùng một loại trà rất là ngon nhưng mà cái chi phí đó thì rất là thấp. Đó chính là trà xanh hoa lài. Mà trà xanh này nó đặc biệt ở chỗ nó là dạng lá nhuyễn ha. Dạng lá nhuyễn nên rất là dễ để ra hết cái chất trà của nó. Là mình sẽ dùng trà xanh hoa lài lọc phát dạng lá nhuyễn 70g. Rồi Nhi dùng tiếp bột béo 500g, sữa đặc 300g, muối thì Nhi dùng muối ăn, xỉu nó Nhi sẽ dùng 2.5ml hoặc là có thể cân 2g. Thì đây là những nguyên liệu mà mình dùng để làm món trà sữa ô long lài. Nếu trường hợp mình muốn uống có đường thì mình cho thêm 320g đường cát trắng vào trong công thức trà sữa nhé. Thì mình có được cái phần trà sữa là ngọt vừa. Nhưng mà ở đây Nhi sẽ không có cho đường vào trong trà sữa. Để xíu nữa đó, Nhi sẽ điều chỉnh độ ngọt trên từng ly bằng nước đường. Phần tiếp theo là phần làm trà sữa ô long lài nha. Để ủ trà ngon á, thì chúng ta cần có cái bình có khả năng giữ nhiệt và túi vải lọc trà. Thì ở đây ngày hôm nay Nhi sẽ dùng tới 4 cái túi vải lọc trà, trong đó có 3 cái Nhi sẽ lồng vào nhau như thế này. 3 cái lồng vào nhau này á, để mình sử dụng á, mình ủ cái trà xanh dạng lá nhuyễn để đảm bảo là mình sẽ lọc được sạch hết cái bã trà nha, không có chảy ra nước của mình. Rồi, 3 cái túi là để ủ cái trà xanh dạng lá nhuyễn này nha. Rút dây buộc chặt. Chúng ta rút dây cho thật là chặt luôn, chúng ta buộc lại ha. Và chúng ta nên là buộc từng túi một để đảm bảo túi nào cũng chặt, để trà nó không rớt ra ngoài thì mình đỡ mất công mình vớt xác trà cho không gì hết nhé. Rồi cho vô bình. Tiếp theo là mình dùng một cái túi nữa. Mình ủ cái trà ô long 70g trà xanh dạng lá nhuyễn nha. Và đây là ô long thì lấy 30g thôi. Là đủ ngon rồi. Rút dây buộc chặt. Trà ô long lài ha cả nhà ha. Sở dĩ mà Nhi không cho trà ô long vô chung với trà trà xanh dạng lá nhuyễn là bởi vì nó được bò lọc ba cái túi á. Mà trà ô long thì lá nó dày nên Nhi cho riêng một cái túi để mình vắt cho nó kiệt nước nha. Rồi, tiếp theo là mình lấy nước sôi. Rồi bây giờ chúng ta cho vào đây 2,3 lít nước sôi ha. Cho vào 2,3 lít nước sôi 100 độ C nha cả nhà nha. Rồi. 2,3 lít nước sôi. Sau đó chúng ta dùng que khuấy. Chúng ta dầm. Dầm để cho nước sôi nó ngấm vào túi trà. Để cho trà nó ra. Mình nhớ phải làm thao tác này nha thì trà nó mới ra hết được trong suốt quá trình mình ủ ha. Đấy, dầm một chút là thấy nước trà nó ra chưa? Nó ra màu màu nước xanh xanh của trà chưa? Rồi sau đó mới đậy nắp. Ủ nóng 20 phút. Rồi đây ủ nóng 20 phút.
Như vậy là chúng ta đã ủ trà được 20 phút rồi ha. Chúng ta sẽ mở nắp ra. Rồi tiếp tục lấy cái que khuấy dầm cho trà trong túi nó ra hết. Đó, thấy chưa, nó ra đậm hơn. Cái thao tác này tuy là nhỏ thôi, nhưng mà nếu mình làm không kỹ á, mình không có để ý mình làm á, thì cũng là cùng công thức nhưng mà người pha được nước trà sữa đậm vị trà, còn người thì bị nhạt nha, lưu ý nha. Tiếp theo thì Nhi sẽ cho bột béo vô. Bột béo này là làm từ chất béo thực vật nha, 500g. Rồi tiếp theo nữa là Nhi sẽ cho muối ăn. Đây chúng ta có cái muỗng ghi là 2.5ml thì Nhi sẽ dùng một muỗng này. Còn ai không có muỗng giống Nhi á thì lấy cho Nhi 2g muối nha. Sau đó mình sẽ khuấy, khuấy cho đều, tan hết cái này. Wow, mình thấy cái màu đẹp không? Tại vì trà nó xanh á, nước nó xanh á, thì khi mình vô bột béo mình khuấy nó mới ra được cái màu vàng xanh như thế này. Không biết trên khung hình thì có thấy được màu vàng xanh không? Chứ còn ở đây là thấy màu vàng xanh rất đẹp. Tuyệt vời luôn. Sau đó khi mà bột béo và muối tan hết thì mình cho sữa đặc vô cả nhà. Cho 300g sữa đặc vô, lúc nãy là 500g bột béo, 2g muối ăn và đây là 300g sữa đặc nha. Khuấy tan. Rồi sau khi khuấy tan, tiếp theo mình sẽ cân đá bi. Tiếp theo là chúng ta cho 700g đá bi vào nha. Khuấy cho tan hết. Rồi chúng ta khuấy cho tan hết đá bi. Thì chúng ta thấy cái màu trà sữa có hấp dẫn không ạ? Wow, cái màu vàng vàng ngã sang xanh của cái trà ô long và trà xanh rất là ngon luôn cả nhà. Rồi khi mình làm xong thế này rồi á, thì mình sẽ cho vào những cái chai có nắp, bảo quản ngăn mát và dùng dần. Thời gian bảo quản được khoảng 7 ngày, khi nào thấy chua thì chúng ta nhớ là không dùng nữa nha. Rồi bây giờ Nhi sẽ làm hai phiên bản là cái ly nhỏ này nè, cái ly thon này Nhi sẽ làm phiên bản ăn kiêng. Còn cái ly tròn này Nhi làm cái phiên bản này bình thường. Bình thường á, nếu mà phiên bản bình thường chúng ta cho 20ml nước đường. 20ml nước đường vào ly nha cả nhà nha. Cả xuống hết. 20ml nước đường, ly 500 ngọt vừa. Còn nếu ngọt ít thì là 5ml nước đường, ngọt nhiều thì ngọt ít ta giảm 5ml là còn 15, ngọt nhiều tăng 5. Rồi tiếp theo là Nhi sẽ cho nếu mà ăn kiêng thì mình cho một gói đường 2g cho đến 3g đường ăn kiêng nha. Ở đây Nhi cho 2g hoặc 3g đường ăn kiêng là sẽ vừa cái độ ngọt cho một ly trà sữa ăn kiêng. Tiếp theo Nhi sẽ cho cái trà sữa ô long lài vào ly 150ml. Cái trà sữa ô long lài mà mình vừa mới pha lúc nãy đó. Đấy, mỗi ly là cần 150ml. Sau đó chúng ta khuấy cho đường tan hết. Tiếp theo mình cho đá vô ly. Rồi với phiên bản bình thường thì chúng ta sẽ cho topping, mình có thể cho một loại một màu hoặc mình có thể cho mỗi thứ một ít ba màu, miễn sao lượng thạch đủ một vá là được ha cả nhà ha. Đấy, ở đây thì do quay phim nên là như cho hơi nhiều so với bình thường một chút. Chứ bình thường thì mỗi thứ 3 viên thôi. Mỗi thứ 3 đến 4 viên là đủ rồi. Đó. Đây là Nhi cho nó nhiều nhiều cho mình thấy được 3 màu topping trên cùng luôn ha.
Rồi, tuyệt vời. Wow, hấp dẫn quá cả nhà ơi. Và nếu mình có lá hoa gì thì mình trang trí thêm cho em nó xinh tươi hơn nữa nha. À, ví dụ ở đây như có thể trang trí một cái bông hoa cúc. Một cái lá bạc hà. Để cho nó làm cái ly này nó trở nên tươi tắn hơn nữa. Đây, ví dụ ở đây như có thể trang trí thêm một cái bông hoa cúc ha, một cái lá bạc hà để làm cho cái ly này tươi tắn hơn nữa nha. Và tương tự với phiên mà ăn kiêng mình cho đá vô. Rồi với phiên bản này Nhi sẽ làm khác đi một chút ha. Nhi sẽ dùng những cái topping mà đã tạo hình rồi. Rất là nhiều topping đã tạo hình rồi. Mình có thể sử dụng phô mai, hình phô mai này, hay là hình hình của những cái hình về Noel rất là đẹp. Cả nhà thích dùng hình nào ạ? À, ví dụ có thể là Nhi chắc sẽ dùng cái thông Noel quá. À, Nhi sẽ dùng hình cây thông Noel trên ly trà sữa. Tiếp theo là mình có thể trang trí thêm một cái hoa ở cái góc, ở một góc nào đó của ly để cho cái hình ảnh của cái ly nó thêm phần sống động hơn. Như vậy là chúng ta có hai phiên bản, một phiên bản là dùng với thạch mà mình cắt miếng vừa ăn và đường bình thường để chúng ta uống đậm đà. Còn một phiên bản là mình sẽ sử dụng đường ăn kiêng để giảm bớt cái lượng calorie có trong đường cũng như là giảm bớt cái lượng đường nếu mà đối với những người kiêng đường ha. Và chúng ta sẽ có cái phiên bản mình đổ thạch vào những cái khuôn lớn 50 gram để chúng ta ra hình cây Noel, ông già Noel hay là những cái miếng phô mai thật là hấp dẫn. Giá vốn của món này là rẻ bất ngờ, với điều kiện phải dùng đúng nguyên liệu, còn mình dùng nguyên liệu khác thì nó sẽ mắc hơn nha. Giá vốn bao gồm tiền trà sữa nè, ly muỗng ống hút nhựa đem về cũng như là thạch, giá vốn là 7.500. 7.500 là tính cho một cái vá thạch 50 gram thôi nha. Còn nếu mình làm nhiều hơn thì nó sẽ mắc tiền hơn ha. Đấy, trong đó tiền thạch là hết 2.500. Đấy, rồi trà sữa 3.000 cứ cộng vô, cộng thêm tiền ly muỗng ống hút nữa thì nó sẽ ra là 7.500 cho ly trà sữa ô long lài rất là thơm ngon và đặc biệt là còn béo ngậy nữa, mà giá vốn lại bình dân và chất lượng thì chắc chắn là cao cấp luôn. Bởi vì nãy giờ Nhi pha chế thì cả nhà biết là Nhi dùng nguyên liệu gì rồi, và tất cả nguyên liệu đều an toàn thực phẩm và là những nguyên liệu rất dễ tìm kiếm xung quanh chúng ta. Chúc các anh chị sẽ thực hiện món trà sữa ô long lài thật là thành công để áp dụng vào trong công việc cũng như là cuộc sống gia đình mình một cách hiệu quả. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bài học tiếp theo.